À, ba hả? Từ từ ba lên sau. Từ từ ba lên sau con. À, ba lên liền á. Ôi trời ơi, cái áo của khoai tây đẹp không bà cô chú, trời ơi, nó ăn đào nó bôi lên á. Ba từ từ lên, cứ cả ngày cái chỉ với ba. Khoai tây xin chào ông bà cô chú. Trời ơi giỏi. Khoai tây ạ lại một lần nữa nè. Wow, giỏi ghê luôn á. Ôi trời ơi. Đó, khoai tây thích chơi với lại mấy cái tiếp kem đánh răng lắm đó ông bà cô chú này đó. Đây, khoai tây ngồi đây chơi nha. Để má nướng cá làm đồ ăn cho ba ha. Này, bánh bí nướng nè. Cô để làm sốt nè. Khoai tây múa hát, khoai tây múa ca, khoai tây múa hát, khoai tây múa ca. Sao khoai tây hát đi. Khoai tây múa hát, khoai tây múa ca, khoai tây múa hát, khoai tây múa ca. Khoai tây múa hát xong rồi nè, đây nướng xong rồi mình sẽ bóc vỏ ra, không biết bóc rồi đây đây bóc được rồi. Mọi người chuẩn bị đi xay xong mắm. Biêu. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Hôm nay gia đình Khoai Tây ăn cá chiên, đây là cá mòi chiên. Và mới ăn được có 1 ký cá cho nên vẫn còn nhiều. Sao con? Chờ má xíu xíu nha, đó. Muốn chụp bóc ông bà cô chú ơi, đó. Đây là nước sốt cà chua để ăn với lại nui, nuôi ăn với cá đó mọi người. Rồi có đào để tráng miệng nè. Còn đây là bánh bí mà là chiên nồi chiên không dầu chứ không có chiên như ngày hôm qua nữa. Trò hè này mọi người. Nha, perfect, tự nhiên cái bận cái áo tại bận áo len của má khoai tây vô rồi nói hỏi anh bận hoàn hảo hay không. Wow. Super lady ha. Đó, đó. Sợ luôn. Cháo của khoai tây làm bằng nui nui xay lên á, với lại cá hồi và bí, nhưng mà bởi vì khoai tây ăn rồi, khoai tây ăn lúc 5 giờ ăn hơi sớm mà bây giờ ba khoai tây mới về cho nên làm thêm một miếng nữa để cho khoai tây ăn nè. Bây giờ là má khoai tây với cho khoai tây ăn nhiều bữa, nhưng mà mỗi bữa thì ít lại chứ không có cho ăn nhiều một lần nữa, sợ cành hông. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình khoai tây nha. Xin chào cả nhà. Xin chào. Khoai tây chồng tay lại ạ, ông bà cô chú nè. Giỏi.
Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Hôm nay gia đình Khoai Tây ăn cá nướng mọi người, tại vì dùng nồi chiên không dầu đó, cho nên là nó giống như cá nướng ha, với lại sốt cà chua, ăn với lại nui. Còn đây làm bánh bí mà ngày hôm qua đó mình trộn với lại trứng và mà bột chiên giòn á. Đây còn một nửa, ngày hôm qua chiên có một nửa, hôm nay nướng phần còn lại đây nè. Mình được cái bánh như vậy nè. À, nhìn cũng ngon lắm. Đây. Còn hôm nay khoai tây ăn thêm, chứ khoai tây ăn rồi, ăn thêm miếng nữa tại hôm nay cho khoai tây ăn hơi sớm. Đây, chờ ba về lâu quá ha. Ngày hôm qua ngủ chứ hôm nay không ngủ. Đây. Sau đó là ăn tráng miệng với đào. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình khoai tây nha. Xin mời cả nhà. Đây này mình cho khoai tây ít cộng ha. Đó, cho khoai tây ít cộng. Đó, củ khoai tây đó. Đó. Cần cái muỗng không? Nên thôi khỏi ăn bóc tay luôn đó. Ít cho ta ha. Ok, so full. Tomato sauce. Yeah. Bây giờ dĩ cá ra cho ba hoa tây. Cá này có trứng nữa. Beans to fish. Higher essence. Ra sao mà? Hả? Beans to? Yeah. Caviar. Caviar ist so teuer, Tata. Aber Caviar ist auch ein Fetischwort für Kaka. Nein, das ist Caviar. Es gibt Leute, die mögen das. Super, super tui. Đây con cá này nó có buồn trứng. Lấy ra cho ba con tay ăn. Beans to fish sauce. Order that's okay for dish. That's right. Okay. Bốn cộng mì tha hồ mà ăn hai con ha. Má trời. Hồi nãy mọi người ba khoai tây đi làm. Hast du die Pizza mit Rabatt gekauft oder normal? Nur 10 Cent Rabatt. Giảm 10 cent. Thấy tự nhiên cái anh về anh mua hai cái pizza. Brot mit 50% Rabatt, Brötchen mit 50% Rabatt. Trauben mit 25% Rabatt. Aber warum kaufst du Pizza? Weil die auch Rabatt hat, aber nur 10 Cent. Aber nur 10 Cent, nicht so viel, oder? Ja. Sag mal, na, ich habe heute irgendwie nicht mehr. Wenn ihr weg seid, dann werde ich auch am Wochenende Pizza machen. Mm. Diese Leine kommt dann nicht großartig. Ja. Mẹ số sợ đá ta. Mẹ số sợ tăng cách sợ. Có tay nhai đã không ha?
cho con thêm 2 cọng nữa nha. Đó, 3 cọng luôn. Đó. Khá chiên được chiên không dầu á, nó giòn mà không sợ dính dầu. Mà nó bốc hơi nhiều cho nên thành ra là nó hơi mặn mặn rồi. Sao băng tùm lum vậy con? Bỏ vô chén ăn chứ hãy. Hôm nay mệt lắm. Hôm nay mắt tay rất là mệt luôn á. Toàn thân ê ẩm. À, đúng rồi. Cái nghề làm mẹ là không có ngày nghỉ. Thật ra luôn á là trước khi có con á thì mình cũng nghe nói là có con khổ này khổ nọ, nhưng mà mình không tưởng tượng là nó khổ như vậy. Ý là khoai tây rất là dễ nha. Khoai tây cũng dễ, khoai tây cũng ngoan lắm. Mà thấy là mình cứ tức là cái sự khổ nó vượt qua cái tưởng tượng của mình á. Chứ không thì mọi người cũng nói khổ, nhưng mà nó kiểu như là hình như là xung quanh mình ít có người khen giảng hay sao á. Hoặc là có người khen giảng nhưng mà mình lại bác bảo nó sao gì đâu khổ thì chăm con chút thôi mà có gì đâu khổ. Nhưng mà rốt cuộc thì vô chuồng mới thấy. Nửa đêm hả, mấy bà mẹ đó bệnh mệt hoặc là sốt hầm hập nhưng mà vẫn chạy cho con bú. Tại vì ví dụ như con bú bình đó thì ông chồng ông dạy ông cho bú được, nhưng con bú mẹ sao mà ông chồng cho dạy bú được. Rồi ví dụ như hồi đó hay tại vì mình cho con bú mẹ cho nên thành ra là thực ra là ban đêm á, con mà dạy bú thì nó sẽ nhàn hơn là bú bình. Bởi vì cái nó dậy cái thì mình cũng ngồi dậy mình ôm nó xong cái cho bú rồi thôi. Nó bú xong nó ngủ cái mình để đặt xuống cái nó ngủ cái mình ngủ theo. Nhưng mà cái thời gian đầu á, cái lúc mình đưa đủ sữa cho khoai tây bú á, thì mà cần lúc đó là khoai tây bú kiểu như không đủ sữa mà khoai tây còn nhỏ, khoai tây bị đẻ thiếu tháng cho nên là nó không có bú mạnh như là mấy bé mà để đầy tháng, phải hút sữa ra xong để trong tủ lạnh xong mới làm nóng, hoặc là sữa nếu mà không có đủ thì sữa ngoài á làm nóng thôi. Thì ban đêm á ba khoai tây á
dậy làm nóng sữa rồi xong cái cầm lên. Rồi xong cái má khoai tây cho khoai tây bún chẳng hạn vậy đi. Thì khoảng cỡ khoai tây được, khoai tây được khoảng cỡ 2 tuần hay sao, 2 tuần hay 3 tuần nữa là rồi khoai tây mới có thể bú trực tiếp được. Và bú. Trời ơi. Nhét một đống vô miệng. Ăn như vậy biết gì không không ấy. Đâu còn có chỗ nào nữa. Thấy không? Ăn từ từ thôi con, đừng có nhét nhiều vô miệng. Đến xuống menu đấy. Hôm nay mệt lắm, ăn không có nổ, không có tâm trạng ăn. Ừ, sao con? Đó, đây nè, đây nè, con còn một miếng nữa đó. Ừ, con mất hả? Bring to me fish. Nói. Cái xong cái khi mà khoai tây mà bú sữa mẹ hoàn toàn thì lúc đó khoai tây mới có 3 tuần ăn. Là mình cảm thấy như là dậy thức dậy ban đêm để cho con bú á. Không cần chồng thức dậy chung nữa. Thực ra là ban đầu cũng thấy mình chỉ sợ là mình xuống mình pha sữa thì bỏ con một mình á. Cho nên thành ra mình không dám thôi. Cho nên là để cho chồng thức dậy. Nhưng mà khi mà nó bú trực tiếp mẹ rồi thôi chứ ổng dậy làm gì, mất công mất sức khỏe của ổng. Cái xong cái với lại thực ra lúc ban đầu cũng mình cũng nghĩ là chồng mà thức dậy chung á là mình có một sự an ủi còn là mình không cô đơn ai nói vậy. Nhưng mà thật ra là thấy không cần thiết, lần thấy không cần thiết thôi, để cho anh ngủ luôn cho khỏe. Tại vì anh dậy thì mất giấc ngủ của anh mệt, mà thật ra anh cũng có giúp nhưng mà giúp không có nhiều, mà cái sự giúp đó là không có mình vẫn làm được đó. Thì thôi gồng một mình để cho chồng ngủ cho nó ngon vậy đó. Thì mấy bà mẹ mà suy nghĩ vậy xong mới tự làm bắt đầu cái hồi lâu chứ bắt đầu cái tuổi là sao mình chăm con của mình. Mình bắt đầu thấy nha. Cũng động viên đó là trời cực đó thì cực, bắt quá là 3 năm chứ mấy, đàn đàn nó cũng chưa lớn chứ đâu có nhỏ cái gì biết đâu. Đây nè cho con nè trái đào, nó có nhỏ hoài đâu mà cực rồi nó sẽ hết. Ngoài xong này bây giờ là khoai tây lớn rồi. Làm chứ không phải ai mà điều khiển được khoai tây đâu. Đừng dễ à. Nó phải chứ sao? Giờ viết nhé. Rất là đẹp. Nó phải chứ sao? Trời thì cái lúc đó là cũng kiểu như mình bị sốt á, bệnh sốt cảm nhức đầu rồi nóng hừng hực,
đồ mồ hôi rồi cà phê đổ ra ầm ầm giữa đêm vẫn phải dậy cho con bú. Nhưng mà ha, lúc đó thật sự luôn đó là không có thấy mà không, mình sao mình sốt mình bệnh mà mình phải chăm con khổ không. Lúc đó là thấy là trời, mình sốt gì hả, mình cho con bú rồi con có bị sao hay không. Chị biết nghĩ vậy ha. Nhưng mà cũng hỏi cô y tá, cô y tá nói không sao, mày sốt rồi mà mày cho con bú không có vấn đề gì hết, không có gì hết. Chị cái giờ uống thuốc mà uống thuốc tùm lum luôn. Ra ra ông hay làm trò. Fuck att jag får en apa på sin hand. Nu går lagen stopp. Fan. Han är stopp. Han får. Han har. Bi. Bí. 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 Dạ thường á làm 99,99% không? Tất cả mọi người sau khi mà trở thành cha mẹ thì lúc đó mới bắt đầu mới thấm mấy câu có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ. Ja, da ist der Fischchen. Da hast du. Und doch wieder Leute in der Hand haben. Du musst das Kartoffeln ziehen, das da da ist, ja? Und dann kaufen. Bitte mit da da, festest du. Hồi sáng đó, má có tay ăn. Đây mình cầm cái tô mình ăn sáng rồi nè. Nó nhìn chầm chầm, nó nhìn chầm chầm rồi bắt đầu cái cái miệng nó nhét 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 như nó muốn ăn vậy đó, thèm thuồng nữa. Ngon không con? Bánh bí mới làm ngon ha. Giờ ăn vào đút cho ba. It's deiner Schmalzion heute besser? Funktioniert? Oh ja. Wir sind abends halb zwölf wach geblieben. Und kaum ich 5 Stunden geschlafen zu Familie. So viel? Und die ganze Zeit. Wie hat aber nicht funktioniert. Erst heute Morgen wieder. Aha. Hồi tối không chịu đi ngủ mà còn ráng lập trình trên máy nữa rồi xong đi ngủ thì quá trễ, ngủ không được. Ăn má không? Sao chắc? Hát phơi chứ.
Cây quýt hả? Không ăn nữa, đút cho ba đó. Vâng. Tự vỗ tay khen bản thân mình luôn. Hai tay giỏi không? Ngồi. Đây nè. Ta phải về đêm phía dịch hả? Đúng con hả? Bây giờ tiếp cả tôi phải gắn cho phần viết sư cho tôi phút trình. Ừ, còn hai miếng nè. Ừ. Rồi biết mà nó còn gì nữa cho. Con muốn cái gì con nói đi. Đào. Đào, con nói đào đi là ba mới hiểu được. Đào. Đào. Bữa con nói đào được mà. Ừ, cho con miếng nè. Đào, con kêu đi. Đó, đó, đào. Đào. Cái gì? Đào. 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 Con kêu đi. Đào. Ừ, đào. Bà học nhanh không? Đào. Bữa nói đào mà bây giờ không nói nữa. Bà cô chú ơi, thích thì nói thích được thôi. Ai mà ép buộc khoai tay á. Đào. Con kêu đi đào. Cái nào cũng cắn á bà cô chú. Đưa cho là đúc cho bà thấy của má đúc cho bà. Hạt cho con ăn làm lại nhau ra. Con phải cầm cho nó cứng để đúc cho bà. Đào tính. Ngày này con còn hơi sớm một chút. Trời ơi, liếm nè. Liếm kìa. Liếm cái gì vậy trời. Một cách cho phải xếp ra. Liếm kìa, liếm nè, ok. Đó, ừ đó. Đó, bắt kiếp ba. Ba bày mấy cái chơi. Kỳ cục không à? Năm. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của gia đình Khoai Tây. Xin hẹn gặp lại những video sau. Bye bye cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại. Khoai Tây ạ, à, chào bà cô chú nè. Mẹ chơi rồi. Thôi. Khoai Tây. Từ từ nó chơi tiếp nè. Khoai Tây ạ, à, chào bà cô chú đi. Khoai Tây ạ, à, chào bà cô chú nè. À. Giỏi, ạ à, thêm lần nữa. Trời ơi, đưa cái dĩa lên bắt ba làm luôn. Cầm hai tay. Nặng quá rồi, cầm rồi. Đưa dĩa lên bắt ba làm không? Con chồng tay lại ạ, à, bà cô chú nè. Ạ à, thêm một lần nữa. Ạ à, thêm lần nữa sao? Ạ à, thêm lần nữa.